Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra vào sáng nay trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, thì anh Nguyễn Văn Huy, 22 tuổi, quê tỉnh Nam Định, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 18E1-35365 lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khi đến trước số nhà 137, thì bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 50H01621 kéo theo semi remote 51R3-2094. Vụ va chạm khiến anh Huy ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ. Ngành chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.